Nhờ Huỳnh Như, cầu thủ Việt Nam ồ ạt nhận lời mời từ Bồ Đào Nha, người hâm mộ sung sướng hết nức. Với siêu phẩm cú sút phạt thành bàn vào lưới của Thorin trong chiến thắng 2-1 Lánh FC vào tối ngày 4 tháng 2, Huỳnh Như tiếp tục tỏa sáng và để lại dấu ấn rõ nét. Một tờ báo nổi tiếng của Bồ Đào Nha đã giật tít siêu phẩm của Huỳnh Như. Cây bút này cho biết, cô gái đến từ Việt Nam đã ghi bàn cho Lánh FC. Đây là bàn thắng thứ 6 của Huỳnh Như kể từ khi gia nhập bóng đá Bồ Đào Nha. Đó thật sự là một siêu phẩm khi chân sút này đã vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Sau siêu phẩm vào lưới, Huỳnh Như đã ăn mừng theo điệu nhảy xí tình, một điệu nhảy đang gây sốt trên mạng xã hội. Huỳnh Như đã thi đấu cho Lánh FC trong bản hợp đồng dạng cho mượn thời gian 2 năm từ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh kể từ hồi tháng 8. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã có 16 trận, trong đó 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Thành tích này giúp cho Huỳnh Như có được thành tích ấn tượng. Cụ thể, Huỳnh Như là chân sút có hiệu quả ghi bàn cao nhất trong mùa giải năm nay, trung bình 221,5 phút trên một bàn. Hiệu suất này thì cao hơn tiền đạo chủ lực là Malu. Thậm chí nếu so sánh với các cầu thủ đang ghi bàn nhiều nhất, thì hiệu suất ghi bàn của cầu thủ này cũng không quá kém. Về số lượng, thì Huỳnh Như đang xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn. Xếp trên đó chính là Malu. Với phong độ hiện tại, Huỳnh Như đang là đứng trước cơ hội một cá nhân trở thành cầu thủ quả bóng vàng Việt Nam 2022. Nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của Huỳnh Như, nữ cầu thủ Việt Nam được đánh giá rất cao. Rất có thể trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều Huỳnh Như nữa. Với những gì đã thể hiện, cựu vị huấn luyện viên của đội tuyển nữ Việt Nam Rabi đã dành lời khen cho Huỳnh Như và chỉ ra hai yếu tố khiến cô thành công. Đầu tiên, tôi vui mừng cho cô ấy. Huỳnh Như rõ ràng đã ổn định ở Bồ Đào Nha. Có hai lý do mang tới điều này. Cô ấy là người tự tin, mạnh mẽ và vượt qua được thử thách. Hơn nữa, cô ấy cũng đã có một hệ thống hỗ trợ xung quanh. Trước đây, ông Chabi đã từng dự đoán rằng nếu vượt qua được khoảng 3 tháng đầu, mọi thứ sẽ tốt với Huỳnh Như. Hiện tuyển thủ Việt Nam đã qua được gần 6 tháng tại Lánh FC. Đó thật sự là một bước tiến dài. Theo cựu vị huấn luyện viên này, môi trường bóng đá nữ ở Bồ Đào Nha rất chuyên nghiệp. Với sự cạnh tranh lớn, nền bóng đá của Bồ Đào Nha cũng đã tốt so với mặt bằng chung. Do đó, việc Huỳnh Như hòa nhập và thể hiện tốt là một tín hiệu đáng mừng, mở ra một cánh cửa mới cho các cầu thủ khác ở Việt Nam. Không thể so sánh bóng đá Bồ Đào Nha với Việt Nam, điều quan trọng là họ gần Tây Ban Nha và Pháp nên nền bóng đá nữ của họ rất mạnh. Huỳnh Như là cô gái đầu tiên mở đường cho những người khác. Huỳnh Như đã làm được điều này và trong tương lai, các cầu thủ Việt Nam có thể ra nước ngoài thi đấu nhiều hơn. Việc có thể xem xét và đưa các cầu thủ nào trong hệ thống bóng đá ở các trường đại học Hoa Kỳ hoặc các giải đấu tương tự như Bồ Đào Nha, các cầu thủ không mất gì và có thể đạt được nhiều thứ, ông Rami nói. Điều đó có thể giúp ích rất nhiều và minh chứng ngày càng có nhiều cầu thủ chơi ở những giải đấu lớn. World Cup 2023, đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với những cầu thủ đã chơi cho 40 trận trên một năm ở châu Âu. Sự tự tin của Huỳnh Như, cựu vị huấn luyện viên người Anh tin rằng đó sẽ là hành trang giúp cô lĩnh sướng ở hàng công. Tôi hy vọng một số cầu thủ Việt Nam sẽ tìm kiếm lại ở World Cup và họ có thể đến với một môi trường bóng đá đỉnh cao hơn. Tôi có sự tôn trọng cao đối với những người và những điều mà Huỳnh Như đã làm. Đối với cá nhân cô gái bóng đá của chúng ta, tiền đạo Huỳnh Như tin rằng màn thể hiện của cô tại Lánh FC sẽ minh chứng cho việc các cầu thủ nữ của Việt Nam đủ sức để ra nước ngoài chơi đấu. Các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng chơi bóng ở Bồ Đào Nha cũng như là châu Âu. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ thấy nhiều cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài. Tiền đạo 32 tuổi là cầu thủ Việt Nam thi đấu thành công nhất. Song trong khoảng 5 tháng tại Lánh FC, Huỳnh Như ghi được 6 bàn. Tuyển thủ Việt Nam là người có hiệu suất ghi bàn cao nhất. Tính riêng ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Huỳnh Như là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ hai cho Lánh FC. Để có được sự tự tin như ngày hôm nay là nhờ sự hỗ trợ về phía đội bóng. Mọi người sống với nhau như gia đình, điều đó giúp tôi tự tin hơn. Khi sang đây, tôi có tìm hiểu về những trận đấu của Bồ Đào Nha. Đa phần các cầu thủ dựa vào sức mạnh và khả năng kiểm soát, đặc biệt đòi hỏi chiến thuật cao. Tôi học hỏi được rất nhiều từ các vị huấn luyện viên và sự chỉ bảo của các đồng đội để tôi thích nghi. Huỳnh Như không phải là cầu thủ đá chính thường xuyên, đây là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cô vẫn được vị huấn luyện viên trưởng tung vào sân trong hiệp 2 và để lại dấu ấn. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam có đủ sức mạnh để ra nước ngoài thi đấu. Tôi đã nhìn thấy khả năng cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi bóng ở Bồ Đào Nha hay châu Âu. Tôi hy vọng ngày đó không xa nữa, Huỳnh Như chia sẻ. Huỳnh Như xứng đáng là cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thành công nhất. Trong lần đầu ra nước ngoài thi đấu, nữ tiền đạo Quê Trà Vinh nhanh chóng trở thành trụ cột. Thống kê chỉ ra rằng Huỳnh Như đang là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất. Mới đây, Huỳnh Như tiếp tục báo tin vui với người hâm mộ. Theo đó, Huỳnh Như đã ra mắt fanpage chính thức để đề cập
và cập nhật những tin tức đời sống của mình tại Bồ Đào Nha. Trên trang mạng xã hội của mình, Huỳnh Nhu đăng tải một dòng trạng thái tiếp tục chặng đường phía trước. Cùng với đó, Trần Xuân sinh năm 1991 đã gắn thêm đường link dẫn của fanpage chính thức kể trên mạng xã hội TikTok của mình. Là một cầu thủ nữ Việt Nam lần đầu tiên xuất ngoại, mọi thứ diễn ra lúc này với Huỳnh Nhu khá thuận lợi. Được biết, mỗi khi mà tiền đạo Việt Nam ghi bàn, Lành FC sẽ không thua. Đội bóng của Bồ Đào Nha giành 4 trận thắng 1 hòa khi Huỳnh Nhu rút tung lưới đối thủ. Huỳnh Nhu một lần nữa đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc với trận đấu, góp mặt trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam thường xuyên đá chính và được tin tưởng giao cho thực hiện các quả đá phạt. Ngoài sân cỏ, Huỳnh Nhu hòa nhập rất tốt, tiền đạo Quê Trở Vinh được đồng đội yêu mến và tham gia clip chúc Tết Nguyên Đán. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam, nhiều cầu thủ nam ra nước ngoài đều thất bại, thì Huỳnh Nhu là người mở đường cho người ra nước ngoài thi đấu bóng đá nữ đã có sự vượt trội đáng kể.